Chào cả nhà, hôm nay mình chia sẻ cả nhà những cây hoa hồng nhập trong vườn nhà mình. Thì đây là một cây hoa hồng nhập nhưng mà nó màu cam, cam nhẹ nha cả nhà. Màu vàng cam á, rất là xinh xắn. Còn đây là màu vàng nè, nụ rất là to và hoa rất là nhiều cánh. Trong vườn nhà mình thì mình bán chủ yếu là hoa có mùi thơm nha cả nhà, không thơm là không bán. Nhưng mà độ thơm thì nó sẽ tùy theo cấp độ, có hoa thơm nhiều và có hoa thơm ít một xíu thôi, nhưng mà hoa không thơm là mình không bán nha. Còn màu sắc thì rất là sặc sỡ, ở đây là màu hồng đậm này cả nhà. Hoa này cũng rất là lâu tàn. Rất là nhiều màu cho mọi người lựa chọn ha, ai thích màu gì thì cứ nói, mình sẽ gửi hình qua cho coi ở bên Zalo. Đó, đây là hồng phấn. Hồng đậm. Màu hồng thì rất là nhiều màu hồng nha cả nhà. Nó rất có nhiều là cái cấp độ hồng đậm, lợt và nhẹ nhẹ, rồi đậm nhiều, đậm ít. Rồi đây là màu vàng nhẹ. Màu vàng này thì ở trong nhụy nó vàng hơn ở ngoài. Còn này là màu hồng, thì cái này ở nhụy nó hồng hơn ở ngoài. Nó càng nở ra thì nó càng chuyển qua màu trắng. Cái đó là hồng cam. Thơm lắm cả nhà ơi. Buổi sáng mà cứ ra mà quay video á, chia sẻ cho mọi người coi những cây hoa hồng này thì mình cũng được hít thở cái không khí hoa hồng rất là thơm mát. Rồi nếu ai thích sở hữu cho khu vườn của mình những cái cây hoa hồng nhập màu sắc thì sặc sỡ và rất là thơm, thì có thể liên hệ với số điện thoại bên dưới kết bạn Zalo. Thì mình sẽ gửi mẫu hoa qua cho xem. Rồi bây giờ chào tạm biệt cả nhà nhé.